Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Thanh Hóa anh hùng, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa luôn khắc phục mọi khó khăn, mưu trí dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Những người lính mang quân hàm xanh luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, ba bám, bốn cùng với đồng bào. Qua đó tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào mô hình, cuộc vận động, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới đất liền ven biển. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cũng đã tham gia làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Tôi cho rằng là những cái việc làm ý nghĩa trong hỗ trợ phòng chống thiên tai, khắc phục bão lũ cũng đã có lực lượng của bộ đội biên phòng tham gia hết sức là tích cực. Ngoài ra thì còn tổ chức rất nhiều đợt thăm khám sức khỏe cho bà con nhân dân ở vùng biên. Đây có thể nói là những việc làm hết sức là ý nghĩa. Những chiến công đạt được trên các mặt trận hôm nay cho thấy lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hôm qua ngày 3 tháng 3, Đảng bộ xã Hoàng Hòa, huyện Hoàng Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 3 tháng 3 năm 1954, 3 tháng 3 năm 2024. Ngày 3 tháng 3 năm 1954, xã Hoàng Hà được thành lập trên cơ sở chia tách một phần từ xã Hoàng Phúc cũ, nay thuộc thị trấn Phúc Sơn, huyện Hoàng Hóa. Đồng thời, Đảng bộ xã Hoàng Hòa cũng được thành lập với 80 đảng viên. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Hà cũng luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các mục tiêu kinh tế xã hội của xã đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2019, xã Hoàng Hà được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã có 2 trên 4 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 62 triệu đồng một người một năm. Trên 95% số hộ và 100% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hoàng Hà ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển, đúc rút những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Hôm qua ngày 3 tháng 3, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Tổ Bà Bầu và Nuôi Con Nhỏ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Alezon Việt Nam. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Alezon Việt Nam hiện có hơn 7.000 lao động, trong đó khoảng 92% lao động là nữ. Nhằm đáp ứng mong muốn của nữ công nhân lao động đang mang thai và nuôi con nhỏ, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Alezon Việt Nam thành lập câu lạc bộ Bà Bầu và Nuôi Con Nhỏ tại doanh nghiệp. Câu lạc bộ sẽ là nơi vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức công đoàn về chính sách đối với lao động nữ, tuyên truyền chế độ chính sách liên quan đến giới nữ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực thai sản, chăm sóc con nhỏ, kêu gọi các nhà tài trợ tặng quà cho các thành viên câu lạc bộ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong sáng nay, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Sức khỏe cho con và hạnh phúc gia đình, chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thị trường tài chính chứng kiến làn sóng giảm lãi suất tiết kiệm ở tất cả ngân hàng trong bối cảnh thanh khoản dồi dào, chứng khoán trồi sụt, bất động sản chưa phục hồi, thị trường vàng nhiều biến động. Trước các yếu tố đang hiện hữu, nhiều ý kiến cho rằng năm 2024 là năm có thể nhìn ra những cơ hội đầu tư. Năm 2024 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn của ngành bất động sản. Tuy nhiên, thị trường cũng đan xen nhiều cơ hội mới. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, những yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ và quy hoạch mới sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để nhà đầu tư quyết định xuống tiền.
Trong bối cảnh thị trường hiện tại, để mà kích cầu được về cái lượng bán hàng mà tại các dự án mà chủ đầu tư mới triển khai, thì hầu như là các chủ đầu tư bây giờ đa phần là phải hướng tới người nhu cầu mua thực, mua ở. Và thứ hai nữa là những cái chính sách hỗ trợ về tài chính rất là tốt, đặc biệt là chính sách về hỗ trợ với ngân hàng để có thể kích cầu được cái lượng mua bán giao dịch tốt trong cái thời điểm hiện tại. Trong khi đó, kênh đầu tư vàng có thể sẽ vẫn được nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng đầu tư vàng cần sự dài hạn hoặc chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục. Tỷ trọng an toàn vừa phải khoảng 5-10% hoặc cao nhất là 20%. Không nên cao thêm nữa do lợi nhuận năm nay chỉ tăng hơn 10%, có thể gấp đôi tiền gửi tiết kiệm nhưng không sinh lời nhiều. Nhìn chung, năm 2024 có thể nhìn ra nhiều cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực nào phụ thuộc chủ yếu vào tình hình tài chính, kiến thức, kinh nghiệm của từng cá nhân. Cho dù lựa chọn kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cũng cần đưa ra được giải pháp hiệu quả để bảo vệ tài sản cũng như gia tăng tài sản trên nguyên tắc đa dạng hóa kênh đầu tư và không bỏ trứng vào một giỏ để hạn chế rủi ro. Chuyển đổi số đang là xu hướng và yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp, trong đó có ngành dệt may. Tại Thanh Hóa, trong bối cảnh phải đối diện với nhiều thách thức, biến động về nguồn lao động và cạnh tranh khốc liệt về giá thành, nhiều doanh nghiệp đã và đang từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 280 nhà máy may đang hoạt động, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp dệt may đã chủ động đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa các khâu sản xuất. Nhiều doanh nghiệp cũng đang ứng dụng các giải pháp số hóa trong quản trị như sử dụng hệ thống chấm công tự động để quản lý nhân sự từ xa, sử dụng các phần mềm kế toán, quản lý kho hàng, thực hiện giao dịch thương mại điện tử, ký kết trực tuyến với khách hàng. Qua đó, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường. Mặc dù các doanh nghiệp dệt may tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực ứng dụng công nghệ trong sản xuất, nhưng việc ứng dụng công nghệ vẫn là thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may, bởi có tới 70% doanh nghiệp dệt may tỉnh Thanh Hóa là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngành dệt may là một trong những ngành chịu nhiều thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do sử dụng nhiều lao động, hàng hóa chủ yếu xuất khẩu ra nước ngoài. Để chuyển đổi số đúng hướng, phù hợp hiệu quả, các chuyên gia kinh tế cho rằng tùy từng giai đoạn, doanh nghiệp dệt may cần xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể phù hợp để chuyển đổi số hiệu quả. Là đơn vị trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ Giống cây trồng đã có nhiều hoạt động nghiên cứu khảo nghiệm, chuyển giao kỹ thuật nhiều loại giống cây trồng. Hoạt động này đã và đang góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho ngành nông nghiệp. Trong năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Khảo nghiệm và Dịch vụ Giống cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Khảo nghiệm Quốc gia thực hiện khảo nghiệm diện hẹp, đánh giá được 45/98 giống lúa triển vọng. Khảo nghiệm diện rộng được 30/64 giống lúa triển vọng. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện khảo nghiệm 100 lượt giống ngô trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia khu vực phía Bắc. Trong đó có 66 lượt giống khảo nghiệm diện hẹp, 34 lượt giống khảo nghiệm diện rộng, trở thành một trong những điểm khảo nghiệm uy tín trên hệ thống khảo nghiệm quốc gia. Cùng với chú trọng chọn tạo các giống cây trồng chủ lực, trung tâm còn nghiên cứu, chọn lọc, chuyển giao quy trình sản xuất một số giống rau, chọn tạo nhân giống hoa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các địa phương. Cùng với nghiên cứu chọn tạo cơ bản, thì trung tâm tập trung xây dựng hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh, đặc biệt là biện pháp kỹ thuật sản xuất áp dụng quy trình hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch và chất lượng cao để chuyển giao xuống nông dân. Thì hiện nay các mô hình bước đầu cho thấy là phù hợp với điều kiện tại Thanh Hóa. Thì chúng tôi đang tiếp tục đánh giá cho đến khi các mô hình ra quả và xây dựng thương hiệu để làm cơ sở là chuyển giao nhân rộng trên địa bàn. Trung bình mỗi năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu gieo trồng khoảng 11.000 tấn giống lúa, 1.000 tấn giống ngô, 2.000 tấn giống lạc, 300 tấn giống đậu tương chất lượng cao. Do đó, công tác nghiên cứu, chọn tạo và khảo nghiệm giống cây trồng có vai trò rất quan trọng. Thông qua hoạt động nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ giống cây trồng trung tâm, sẽ lựa chọn được những giống cây trồng ưu việt bổ sung vào cơ cấu bộ giống cây trồng của tỉnh, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.